Vâng, chào các bạn. Buổi tối thứ hai cuối tuần, bữa tối thứ hai đầu tuần. Và hôm nay 9:30 đúng không? Mình livestream. Hôm nay cách xa các bạn cũng lâu và bây giờ mình mới có thời gian để mình livestream lại, đặc biệt là cái World Cup đúng không? Nó làm cho chúng ta mình cũng tập trung World Cup, mình cũng là người đam mê bóng đá nên là mình dành thời gian rất là lâu cho việc bóng đá, nó là không rảnh để livestream cho các bạn. Và bây giờ thì không còn World Cup nữa và chúng ta sẽ thường xuyên livestream hơn. Và để bắt đầu vào cái chương trình này thì hôm nay mình cũng livestream nhanh thôi, mình không vào lâu đâu. Chào bạn Võ Thành. Khoảng 15 20 phút 30 phút thôi, trao đổi chia sẻ với các bạn một số điều thôi. Và các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 xuống. Chào bạn Lưu Phương. Bạn nào mà đã biết mình lâu rồi thì các bạn cứ chào vô để chúng ta như thế nào, chúng ta làm quen nhau, chúng ta kết nối nhau, mình cũng mới vừa đi ăn tối với các bạn về. Và mình tranh thủ về đây là mình thực hiện livestream với các bạn liền. Đúng giờ là livestream liền. Vâng, các bạn giới thiệu về các bạn luôn, các bạn đang ở khu vực nào, vùng miền nào, các bạn đang làm lĩnh vực gì. Vâng, chào bạn Trà Giang, chào bạn Xuân Vinh, ok. Và chào bạn Hoàng Trí Dân. Và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 để sau khi phòng con gái sao có hình Kitty vậy anh. Cái này là cái bàn học của bé mà nội ngoài phòng khách thôi bạn. Vâng. Và chia sẻ, nhớ chia sẻ cái livestream này về cho nhiều người. Hôm nay mình nói nhanh thôi. Chúng ta hay hôm nay mình nói là hãy dành thời gian để suy nghĩ về cái cuộc sống, suy nghĩ về cuộc đời của mình. Suy nghĩ về chào bạn Đình Tường, rất là vui làm quen bạn. Chào bạn Hương Giang. Các bạn nhớ giới thiệu về các bạn nhé. Để sau cái livestream này thì mình sẽ kết nối với các bạn nhiều hơn. Chúng ta dành cái thời gian suy nghĩ về cuộc đời mình, dành thời gian để suy nghĩ về công việc. Cái nỗi đau lớn nhất trên đời này là khi chúng ta cứ làm và chúng ta cứ mãi làm và chúng ta chăm chỉ làm và chúng ta tưởng rằng là mình chăm chỉ lắm, nhưng mình siêng năng lắm, nhưng mà chừng cuối cùng gì, cái việc chúng ta làm đó chừng cuối cùng cái kết quả nó không ra cái gì hết. Cái dở hơi nhất, cái đau khổ nhất trên cuộc đời này là chúng ta làm việc rất là chăm chỉ, chúng ta rất là siêng năng, nhưng mà chừng cái kết quả nó là cái kết quả chúng ta không muốn nó trên đời này, kết quả chúng ta không muốn nó xảy ra, thậm chí nó đừng nên xảy ra. Nhưng cái đau khổ nhất cái đời này là chúng ta đã tập trung thời gian, công sức, suy nghĩ, trí tuệ để làm hết cho nó rồi. Đó là lý do mà hôm nay mình nói với các bạn cái chủ đề là chúng ta hãy dành thời gian để suy nghĩ. Và các bạn thấy cái chủ đề này hôm nay có thú vị không, có hay không ạ? Các bạn nào hồi nãy giờ nghe mình chia sẻ, mình khơi gọi về cái chủ đề này thì các bạn thấy nó có tuyệt vời, và các bạn có mong muốn mình chia sẻ cái chủ đề nào ạ? Nếu muốn chia sẻ thì các bạn comment xuống. Bạn nào quan tâm tới chủ đề kinh doanh thì các bạn hãy đến lớp và mua những cái quyển sách của mình đọc, quyển sách Vượt Biển Lớn, quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, cái quyển Bì Dân Đầu Quay thì bằng tiếng Anh, hoặc là đến các cái lớp học 3 tiếng đồng hồ của mình. Còn khi mà mình livestream này thì chủ yếu là mình chia sẻ về cái chủ đề phát triển bản thân là chủ yếu. Thì các bạn có sẵn sàng để nghe những cái chia sẻ của mình tiếp theo chưa? Và các bạn giới thiệu về các bạn và các bạn comment xuống, mình không thấy các bạn comment hỏi mình gì hết. Để mình nói một chiều không tự nhiên nó không còn năng lượng nữa. Và các bạn đã chia sẻ cái livestream về nhà các bạn chưa? Nếu chia sẻ livestream thì chúng ta lại tiếp tục. Thì cái cuộc đời mình may mắn một chút xíu là mình may mắn, mình cảm giác là mình rất là may mắn. Mình cảm giác là mình rất là vui, mình cảm giác là mình rất là hạnh phúc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bạn Trà Giang nói là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi rất hay thầy ơi. Vâng, cảm ơn em. Cái quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, hai quyển đều hay hết em. Chuẩn bị em đón đọc cái quyển bán hàng online ngay nhé, chuẩn bị ra rồi, đang xin thủ tục giấy phép thôi, mọi thứ thiết kế design đã xong rồi. Và cái cuộc đời mình cảm giác mình rất là may mắn, mình rất là hạnh phúc. Tại sao mình nói cái câu câu đó? Bởi vì may mắn và hạnh phúc, bởi vì sao ạ? Bởi vì cuộc đời mình được có dịp tiếp xúc rất là nhiều người. Rất là nhiều người khác nhau. Chào thầy buổi tối thật thoải mái, chào bạn Cao nghe. Ok, xem video của thầy trên YouTube nhiều, thời gian xem livestream. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì mình có một cái thời gian mình cảm giác là rất là may mắn và hạnh phúc khi mình tiếp xúc được rất là nhiều người.
người Việt Nam có, người nước ngoài, người Singapore có, người Mã Lai có, người Campuchia có, người Lào có, người Dubai có, người Nga có, người châu Âu có, ok, người Mỹ có. Mình rất là may mắn. Ở trong nước thì mình cũng tiếp xúc, bởi vì hàng ngày mình đứng lớp, mình tiếp xúc rất là nhiều bạn ở vùng quê xa xôi, rất là nhiều bạn làm những cái ngành nghề khác nhau, từ bạn sinh viên, thậm chí những người mà họ không được học hành nhiều, những người làm bông ngành quân đội, những ngày làm công an, những người làm đạo diễn, những người làm photographer chụp hình, những người môi giới bất động sản, chấm. Mình rất là may mắn, mình rất là vui, mình rất là tuyệt vời khi mình được tiếp xúc rất là nhiều con người như vậy, với nhiều tính chất cái công việc khác nhau như vậy, ok chưa? Và mỗi lần gặp gỡ như vậy, mình cảm thấy rằng là mình được học được rất là nhiều điều từ họ. Chào bạn Võ Thành, cảm ơn bạn Võ Thành rất là nhiều. Mình được học rất là nhiều điều, mỗi con người trong cuộc sống này họ dạy cho chúng ta một cái điều gì đó. Chắc chắn rồi. Họ dạy cho chúng ta một cái điều gì đó. Có những người họ gặp mình họ hối tiếc, có những người họ gặp mình họ trăn trở, có những người họ gặp mình họ cần học hỏi một cái gì đó, có những người họ gặp mình với một cái điều đó rất là hối hả. Tuy nhiên, thỉnh thoảng mình cũng gặp những cái con người như thế nào, họ vô cùng thành công, họ cực kỳ thành công, họ thành công trong cuộc sống, họ thành công trong cuộc đời, và những người như vậy thì mình thấy là nó ít hơn. Ok, đó là trải nghiệm đặc biệt nhất mà cô thầy để có ngày hôm nay, đúng không ạ? Đúng rồi, cảm ơn bạn Trà Giang. Chào bạn Đinh Vĩnh Kim. Thầy ơi, thầy mở lớp về chứng khoán đi thầy. Ok, bạn Khiên ơi, mình không có mở lớp về chứng khoán, mình chỉ mở lớp về kinh doanh thôi. Và bạn nào mà muốn biết thêm về một cái cách đầu tư thì mình cũng có chia sẻ thôi, chứ còn chứng khoán thì mình không có chia sẻ. Và nó như thế nào ạ? Và mình may mắn là mình gặp một số người thành công, dĩ nhiên cái lượng người thành công mình gặp không có nhiều. Cảm ơn bạn Cao Nga rất là nhiều. Ok, cảm ơn em, cảm ơn cái tình cảm của em, cái nhiệt tâm, nhiệt huyết của em. Và mình rất là khi mà mình gặp những cái người mà thành công đó, thì mình thấy họ có một cái điểm nó vô cùng khác biệt. Nó vô cùng khác biệt các bạn. Và cái điểm khác biệt đó mà mình muốn chia sẻ các bạn vào buổi tối hôm nay. Và các bạn phải lưu ý cái điều này. Livestream buổi tối hôm nay là mong muốn chia sẻ cái điều đặc biệt này thôi. Mình gặp rất là nhiều người, nhưng mà phần lớn những người đó là họ gặp mình họ không hài lòng với cuộc sống, họ chưa thực sự thành công trong cuộc sống, họ chưa đạt được mục tiêu trong cuộc đời này. Họ còn có nhiều cái trăn trở, nhiều cái. Nhưng mình cũng gặp một số ít người họ vô cùng thành công và họ đang đạt những cái ngưỡng thành công trong cuộc đời này rất là tuyệt vời. Và đúng, hai nhóm người này họ hoàn toàn khác nhau. Bạn nghĩ họ có khác nhau à? Bạn có nghĩ họ có khác nhau à? Và nếu mà khác nhau thì khác nhau cái gì ạ? Các bạn có thể comment xuống cho mình đi ạ. Các bạn có thể hỏi mình cho mình đi ạ. Ok chưa? Nếu mà họ khác nhau thì họ khác nhau cái gì? Các bạn thì họ khác nhau cái gì? Các bạn đã chia sẻ cái livestream mình về nhà các bạn chưa? Bữa tối nay mình chia sẻ nó một ý, nó rất là quan trọng, nó rất là đơn giản vậy. Các bạn đã chia sẻ chưa? Nếu mà họ khác nhau thì họ khác nhau cái gì? Bạn nào thì mới biết mình thì các bạn comment số 1 đi, để chúng ta cùng nhau biết nhau các bạn. Sau chương trình này thì mình sẽ là quen với nhau. Bạn comment số 1 đi. Vậy thì những con người này họ khác nhau cái gì? Trước khi mình chia sẻ khác nhau cái gì thì mình giới thiệu về mình một chút xíu nha các bạn. Một phút quảng cáo. Mình tên là Nguyễn Thế Duy, năm nay mình 42 tuổi. Và mình là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training. Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training. Nơi đây thì chuyên hướng dẫn cho bạn cái cách để các bạn ra khởi nghiệp và làm kinh doanh thôi. Khóa học nổi tiếng của mình là khóa làm chủ doanh nghiệp, và cái cách đi ra khởi nghiệp từ tay trắng. Và cái đây là cái địa chỉ của mình. Ok chưa? Cái địa chỉ của mình. Số 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Và đây là những cái quyển sách của mình. Mình đã xuất bản ra được 3 cái quyển sách này. Thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu. Cái quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, 101 bài học trong kinh doanh và cuộc sống. Cái quyển Beyond the Way là cái quyển hoàn toàn bằng tiếng Anh, bán ở nước ngoài.
Và cái quyển thứ tư của mình thì nó cũng sắp ra rồi, đang nộp xin giấy phép. Cái quyển thứ năm mình thì mình cũng viết xong rồi. Trong năm nay là cũng sẽ ra hai cái quyển đó. Và ngay bây giờ mà bạn nào mà mua hai cái quyển sách tiếng Việt của mình, cái quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, ngay bây giờ mà bạn nào mua trên khắp mọi miền đất nước, các bạn order, các bạn mua thì sách sẽ được ship đến nhà các bạn, tặng nhà các bạn, ship đến tận nhà các bạn luôn. Hai quyển là 210.000 theo đúng cái giá bìa, rồi free ship cho các bạn. Giai đoạn này là free ship cho các bạn, và các bạn sẽ được add vào một cái group. Cái group này là những người đam mê kinh doanh, những người có sách của mình thì mới vào cái group đó. Và vào cái group đó mình sẽ chia sẻ bạn những cái bài viết, những cái live stream, các bạn sẽ được hỏi mình những câu hỏi kinh doanh. Và rất là vui là các bạn được kết nối tất cả những người trên khắp mọi miền đất nước. Ví dụ sắp tới mình có ra Hà Nội thì mình sẽ bung ra trong cái group đó, và bạn nào ở Hà Nội thì cũng sẽ liên hệ với mình. Mình có ra Hải Dương thì các bạn nào ở trong Hải Dương, tức là các bạn vào trong cái group đó các bạn sẽ được biết rất là nhiều. Và như thế nào ạ? Và ngay bây giờ các bạn hãy mua sách liền đi. Và bạn nào muốn mua sách thì comment số điện thoại xuống cho mình, cho số điện thoại thì sách sẽ giao về nhà các bạn, tiền sẽ được thu tại nhà các bạn, cái người giao sách đó họ sẽ thu luôn. Ok, giai đoạn này á, là mình nói với các bạn là giai đoạn này là được free ship, giai đoạn sau thì không được. Rồi, giây phút quảng cáo hết rồi, bây giờ mình lại đi tiếp. Vậy thì hồi nãy mình đặt vấn đề cho các bạn, vậy thì mình may mắn mình gặp rất là nhiều người, thì chừng cuối cùng nó cũng chia ra hai nhóm người, một nhóm là rất là thành công và một nhóm là không thực sự thành công, bởi vì cuộc đời họ còn hối tiếc rất là nhiều thứ. Thì mình nói với các bạn rằng là thực sự thì những người đó họ khác nhau cái gì? Hồi nãy giờ mình hỏi đi hỏi lại các bạn đó. Thực sự thì em có hai cuốn rồi thầy, mà chưa thấy đăng ký vào group. Ok, các bạn nào muốn vào group thì các bạn phải trả lời những câu hỏi trong link. Nếu các bạn không trả lời câu hỏi thì các bạn, các em nó không có, các bạn admin nó xem như bạn nào mà không trả lời thì nó xem như là bạn không có sách. Chúng ta làm việc theo quy trình, chứ đừng có nói ở đây là tôi có sách rồi. Có sách thì phải trả lời được câu hỏi, ok chưa? Không trả lời được câu hỏi thì xem như là không có. Làm việc là theo quy trình, và từng khâu một, mình không có rảnh ở đó mà mình xem các bạn ai là người có. Nên là bạn nào mà nói có sách thì cứ comment xuống, có cái link và trả lời được câu hỏi thì các bạn sẽ được vào group thôi. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp. Vậy thì hai nhóm người này họ khác nhau gì? Thực sự những người thành công thì mình phát hiện ra họ có một bí quyết rất là tuyệt vời, đó là họ luôn dành thời gian để suy nghĩ. Họ luôn dành thời gian để suy nghĩ. Họ suy nghĩ về cái gì? Họ suy nghĩ về công việc họ đang làm. Thứ nhất, họ suy nghĩ là hiện tại họ đang đứng ở đâu. Thứ hai, họ suy nghĩ là mục tiêu của họ cần đạt được trong cuộc đời này nó là cái gì. Thứ ba, họ suy nghĩ là trên hành trình họ đi có cái gì nó chưa đúng và nó chưa được phù hợp không. Họ suy nghĩ từng cái một, từng điều một. Các bạn nhận ra điều này chưa? Họ suy nghĩ, họ dành thời gian họ suy nghĩ. Cái người còn lại, cái người thất bại là họ không dành thời gian họ suy nghĩ, họ không quan sát từng công việc của họ làm. Có những người họ gặp mình, họ nói là em rất là bận. Đến nỗi là họ bận đến nỗi mà họ không biết họ bận cái gì. Họ bận đến nỗi mà họ làm cái việc đó trong thời gian vừa qua, trong những năm qua nó không thực sự hiệu quả, mà họ không biết rằng nó không thực sự hiệu quả. Cái đau khổ nhất trong cuộc đời mà mình đang tập trung công sức, thời gian, sức lực của mình và mình làm một cái công việc nó không hiệu quả và mình không biết rằng nó không hiệu quả. Cái đó là một cái dở hơi nhất ở trên đời này. Nhưng phần lớn những người thất bại họ đều làm nó như vậy. Các bạn cứ tự hỏi đi. Nếu các bạn không suy nghĩ thì làm sao mà bạn điều chỉnh được, và làm sao bạn biết rằng cái việc này nó làm có phù hợp với thời đại hay không. Bạn hồi điều ra điều này chưa? Cái sự khác biệt của hai giống người đó nó rất là kỳ lạ ở ngay chỗ cho đó. Những người thành công mà mình gặp á, có người thì họ nói là tôi đang suy nghĩ về cái công việc kinh doanh của tôi, liệu sắp tới tôi có cần phát triển thêm nữa không, liệu sắp tới tôi có cần thêm nhiều chi nhánh nữa hay không. Rồi họ suy nghĩ rằng là xu thế thị trường nó đi đến đâu rồi, hiện tại thì có cái phương pháp marketing nào nó hiệu quả hơn không. Tức là họ suy nghĩ những cái điều nó vô cùng tuyệt vời,
Họ suy nghĩ đến cái cách mà tấn công vào thị trường mới, họ suy nghĩ cái cách làm sao mà có cái phương pháp quản lý nhân sự nào tốt hơn, họ suy nghĩ tới cái cách làm sao tuyển được một cái con người nào nó tuyệt vời hơn về làm cho họ, họ suy nghĩ cái cách làm sao mà sử dụng một cái phần mềm nào đó quản lý nhân sự, quản lý điều hành cái công việc nó hiệu quả hơn, họ suy nghĩ tới cái cách dùng cái điện thoại nào, cái công nghệ nào, cái phương pháp nào để làm việc nó hiệu quả hơn, họ suy nghĩ cái cách làm sao để có nhiều tiền hơn. Họ tóm tóm lại là họ như thế nào ạ? Họ luôn đi tìm cách, họ luôn suy nghĩ cái cách nào đó tuyệt vời hơn đó. Nhưng cái nhóm còn lại á, thì họ hoàn toàn không có cái suy nghĩ đó. Chào bạn Đình Trường, tuyệt vời, ngày mai các em nó sẽ gọi, nó giao sách cho em nhé. Các bạn dùng ra điều này chưa? Họ không biết cuộc đời họ muốn cái gì. Họ không biết rằng là 3 năm nữa, 5 năm nữa họ muốn đạt cái gì. Và họ có suy nghĩ tới đó thì họ cũng không bao giờ suy nghĩ cái cách làm sao để chúng ta đạt được cái đó. Ok bạn Hữu Hùng, ngày mai các em nó sẽ đưa đường link cho em. Họ không suy nghĩ được cái việc đó đó. Họ chỉ biết rằng là làm cả ngày quằn quại cả ngày vậy đó. Rồi tối ngủ, rồi sáng ngày thức dậy và làm như một cái máy vậy đó. Họ không suy nghĩ được cái con đường để họ thăng tiến lên. Họ không có cái cách để làm sao họ thăng tiến lên. Các bạn nhận ra điều này này. Vậy sự khác biệt ở đây là gì? Chúng ta hãy suy nghĩ, dành thời gian để suy nghĩ những cái công việc của chúng ta làm, những hành động chúng ta làm liệu nó có hiệu quả hay không, và tại sao chúng ta phải làm những hành động đó. Các bạn có cảm nhận ra cái điều này không? Đó là sự khác biệt của hai nhóm người mà mình gặp. Và mình nghĩ rằng dành thời gian suy nghĩ là một cái điều mà nó quý giá, quý giá không thể tưởng tượng được. Ok bạn Nhật Tuyến, ngày mai các em nó sẽ cho em kê liền. Các bạn dùng chưa? Và những người mà làm lãnh đạo thì họ luôn làm cái việc này, bởi vì họ phải suy nghĩ để họ mới biết cách làm sao mà quản lý đội ngũ họ tốt hơn. Họ phải suy nghĩ làm sao để công ty họ phát triển hơn. Họ phải suy nghĩ để làm sao họ có nhiều khách hàng hơn. Họ phải suy nghĩ để gì ạ? Để làm sao cái trí tuệ họ càng ngày nó càng tuyệt vời hơn. Chúng ta không thể làm việc theo cảm tính mà chúng ta thành công được. Chúng ta không thể làm việc theo cái cách mà một cách rất là ngẫu nhiên, rất là ngây thơ rồi chúng ta mong muốn thành công được. Cảm ơn bạn Thiền rất là nhiều. Cảm ơn bạn Ngô Thái Bảo. Cảm ơn em. Các bạn đã chia sẻ cái livestream về nhà các bạn chưa? Tối hôm nay mình sẽ nói một cái từ khóa, mình sẽ nói đi nói lại cái từ khóa nó rất là mạnh mẽ. Nhưng mà bạn nào ngộ ra cái từ khóa này thì các bạn cũng vô cùng mạnh mẽ luôn. Bạn thương nó là em luôn suy nghĩ và hoàn thiện hơn, tuyệt vời. Đó là cái tính cách và cái tư duy của một người thành công đấy em. Tìm cách tốt hơn để chinh phục mọi trở ngại trên con đường mà đến mục tiêu. Đúng rồi bạn Đức ơi, bạn kiến trúc sư Nguyễn Đức ơi. Đó là cái cách, cái đó là cái tính cách mà nó rất là tuyệt vời và nó rất là quý. Là đây là tính cách, nó sự khác biệt mà trong hàng loạt những nhóm người mà mình gặp được trên cuộc đời này. Đó là sự khác biệt. Đó là người Tây, người Âu, người Á, người Di cũng vậy đó. Họ đều có, những người thành công họ đều có một điểm rất là giống nhau ở ngay cái chỗ đó. Vậy thì dành thời gian để suy nghĩ. Rất nhiều người họ dành cái thời gian tốt nhất trong cuộc đời của họ, họ dành thời gian tốt nhất trong ngày của họ để gì? Họ dành cho cái sự bận rộn và cái sự không hiệu quả. Hoặc là họ làm, họ dành cho những việc cái gì đâu không Các bạn có cảm nhận ra điều nào không? Các bạn hãy trung thực đối với chính mình đi. Các bạn đã thực sự trung thực với cái cuộc đời mình chưa? Bạn đã dành thời gian tốt nhất của cuộc đời mình để làm cho cuộc đời mình nó hiệu quả hơn, để làm cho gia đình mình nó hiệu quả hơn, để làm cho cuộc sống mình nó hiệu quả hơn, hay bạn dành thời gian tốt nhất của cuộc đời mình để rên rỉ than thở, đổ lỗi đổ thừa, đi chơi với những thằng bạn chỉ biết nhậu nhẹt lê ca la ca lê ca? Ok chưa? Và đụng tới cái việc thay đổi một cái, đụng tới cái việc gì đụng tới cái việc mà phải làm để phát triển một cái, đụng tới kiếm tiền một cái,
thì là ngồi lý do lơi giống. Thấy ai đó thành công thì là ngồi phán xét, ngồi chê người ta tiêu cực, thằng đó làm kiểu đó thì làm sao không. Tức là họ dành quá nhiều thời gian cho việc đi phán xét, đi tiêu cực, đi làm những việc đâu, mà họ không nhìn thời gian nào quan sát cuộc đời mình thực sự mình đã hiệu quả chưa. Họ không dành thời gian cho những cái việc đó. Và bạn đã làm cái việc nói như vậy chưa? Và khi mà nói tới một chút là em bận quá, em không có thời gian, cái này em biết hết rồi. Và cứ vậy. Các bạn dùng ra điều này chưa? Và đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ các bạn ngay cái buổi tối hôm nay. Dành thời gian để suy nghĩ về những cái công việc mình làm, và là dành thời gian để cải tiến cái công việc đó tốt hơn mỗi ngày. Đó là cái hành động khôn ngoan nhất mà bạn cần phải làm ngay giờ phút này và tiếp tục. Mình mà nói không có gì vô duyên bằng, không có gì vô tích sự bằng, bằng cái chuyện mà tập trung làm, tưởng rằng rất là chăm chỉ, rất là khôn ngoan, nhưng mà chừng cuối cùng nó chẳng ra cái kết quả hết, hoặc nó ra kết quả mà bạn không mong muốn, bởi vì bạn thiếu suy nghĩ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã hồi nãy giờ các bạn đã nghe cái chia sẻ của mình, cảm ơn bạn rất là nhiều về cái điều này. Và dĩ nhiên mình vẫn còn chia sẻ nữa. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 đi, bạn nào chưa biết mình thì các bạn comment số 2. Vậy thì biết suy nghĩ là một chiến lược khôn ngoan các bạn. Biết suy nghĩ là một chiến lược rất là khôn ngoan. Người nào biết suy nghĩ, tức là cái người đó họ luôn tiến tới cái sự thành công cao hơn, họ luôn đưa cuộc đời họ đến cái sự tuyệt vời hơn, họ luôn đưa họ đến cái sự hoàn hảo hơn trong cái cuộc sống này. Và phải luôn gì ạ? Phải luôn có cái mục tiêu rõ ràng, phải luôn rõ ràng cái công việc mình mỗi ngày. Chào bạn Luân ta. Ok chưa? Hồi nãy giờ bạn nào mà chưa có cái quyển sách của mình thì các bạn hãy nên gì ạ? Hãy nên đặt order ngay, mua 2 cái quyển sách của mình đi nha, để sách ra nha. Bởi vì sao mình luôn yêu cầu các bạn phải luôn rõ ràng cái mục tiêu của mình, hãy luôn rõ ràng cái con đường đi mình mỗi ngày. Đừng có nói cái từ bận với mình. Bận mà không hiệu quả thì bận làm cái gì? Bởi vì rõ ràng nó tạo lên một cái sức mạnh, rõ ràng nó tạo ra năng lượng, rõ ràng nó làm cho con người bạn nó hữu ích ra. Ok, rất là tuyệt vời. Rất là nhiều bạn tối hôm nay các bạn đã biết về mình, các bạn comment số 1. Bạn nào biết mình lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1. Khi mà các bạn càng suy nghĩ nhiều, dành thời gian để suy nghĩ nhiều về việc của mình, thì rõ ràng cái việc của mình nó càng ngày nó càng rõ ràng ra. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Và các bạn càng dành thời gian suy nghĩ trăn trở về cái công việc mình nó làm để làm sao nó tốt hơn, thì các bạn có đồng ý rằng là bạn sẽ suy nghĩ ra rất là nhiều ý tưởng hay và những cái sáng kiến hay. Nhiều người đơn giản bạn hơn người khác, đơn giản là bạn chịu khó suy nghĩ thôi. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Cảm ơn bạn Võ Thành nhiều. Bạn follow nhé, bạn chọn xem trước. Bạn của mình full rồi. Bạn của mình full rồi, không thể kết bạn được. Phải tập trung vào những cái hành động chính xác, phải tập trung vào những hành động có chủ đích, phải có những cái quyết định và hành động chính xác, phải biết lựa chọn khôn ngoan. Đó mới là con người, đó mới là cuộc sống chúng ta cần đang muốn sống, chứ không phải là không biết suy nghĩ hoặc là làm cái gì rồi suốt ngày cứ hối tiếc. Em đã kinh doanh cái đó mà em đã sai rồi, em đã kinh doanh cái đó mà em đã thất bại rồi, em cảm giác em hối tiếc. Nói như vậy thì nó làm cái gì? Nói vậy không giải quyết được cái vấn đề gì hết. Khi bạn biết suy nghĩ nhiều thì bạn sẽ bớt làm hơn. Bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Khi bạn biết suy nghĩ nhiều thì bạn có đồng ý rằng là con người bạn thông minh hơn không ạ? Và khi bạn biết suy nghĩ nhiều thì bạn làm cho thời gian của bạn nó hiệu quả hơn không ạ? Chắc chắn rồi, không bàn cãi rồi. Hãy sử dụng con người của chúng ta. Các bạn càng suy nghĩ nhiều, bạn có đồng ý là cái trí tuệ chúng ta nó thông minh hơn không ạ? Thì đó là lý do mà vì sao chúng ta hãy dành một phút thời gian ra để suy nghĩ.
Và bạn càng suy nghĩ như vậy thì bạn gì? Bạn có cái cảm hứng trong cái công việc, trong cuộc sống. Và bạn chạm những cái việc trong cuộc đời này nó tuyệt vời lắm. Cái đây là cái điều mà mình luôn muốn gửi đến các bạn qua cái live stream này. Mình không có live stream nhiều, mấy kỳ mình live stream nhiều, bây giờ mình live stream ít thôi. Nhưng mà mỗi cái live stream mình sẽ gửi cho bạn một ít cái thao này. Thì bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Đồng Nai, Bình Dương thì các bạn liên hệ với mình. Cứ tối thứ năm hàng tuần mình có cái lớp 3 tiếng đồng hồ, thì các bạn tới để tham gia lớp phải gặp trực tiếp, phải học trực tiếp, phải nói chuyện trực tiếp thì vấn đề nó mới ra hơn. Các bạn nào ở xa thì có thể mua hai cái quyển sách của mình mà về. Các bạn đó phải đầu tư vào cái trí tuệ của mình đi các bạn ơi. Cái quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, hai quyển này 210.000 thôi, và bạn vào một cái group riêng. Và các bạn nào muốn có sách thì các bạn cho mình cái số điện thoại. Sách sẽ được giao đến nhà các bạn, free ship cho các bạn luôn. Đó là tạo điều kiện để chúng ta kết nối nhau. Ok, bạn đang ở Singapore, ok, khi nào có gì về Việt Nam thì chúng ta gặp nhau. Hoặc là tháng 8 này có bạn Toản đi qua Singapore đó, em mua sách thì bạn Toản sẽ mang qua đó cho em. Ok không, bạn anh Goodner ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã xem cái live stream này. Và mình tin rằng mỗi người ở trong chúng ta đây, các bạn hãy chịu khó xem kỹ cái live stream này lại một lần nữa sau khi mình cúp đi, để các bạn nốt ra và các bạn hiểu rằng tại sao chúng ta phải làm nó như vậy. Và nếu mà người nào họ đang rên rỉ than thở thì bạn cũng hãy chia sẻ cái live stream này đến họ. Ok các bạn nhé. Bye bye các bạn. Chúc các bạn buổi tối ngủ rất là ngon. Và tối mai mình sẽ live stream cho các bạn biết tiếp. Và mình sẽ nói một cái chủ đề cũng rất là ngắn thôi, trong vòng 15-20 phút thôi, chứ không cần nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn. Chúc các bạn buổi tối ngủ rất ngon.